Hôm nay mời mọi người đi xuống dưới Surrey cùng ăn bún bò Huế với lại mình nha. Đây là nhà hàng bún bò Huế nè, nó nằm ở trong cái plaza này. Mình cũng không biết ở cái đường ở trên đây là ở đâu nha. Chỉ biết ở đây là ở Surrey. Và lần đầu tiên mình đến cái nhà hàng này ăn luôn. Tại vì hôm nay được người bạn mình ở dưới Surrey dắt đi ăn. Bạn mình nói cái quán bún bò Huế ở đây thì nó ngon, nên hôm nay mình đến đây ăn thử nha. Tại vì thường mình không có xuống Surrey. Giờ mở cửa của nhà hàng là 10 giờ đến 9 giờ và đóng cửa ngày thứ ba. Bên trong nhà hàng thì cũng nhỏ thôi chứ nó không có lớn lắm, nhưng mà nhìn thì rất là sạch sẽ. Và bên trong thì mới bước vô rất là thơm cái mùi bún bò Huế, món đặc trưng của người Việt Nam. Đây là tên của nhà hàng và là cái thực đơn của nhà hàng. Ở dưới là cái số điện thoại và địa chỉ của nhà hàng nha mọi người. Củ xanh nó có bắp cải. Oh, có mắm tôm nữa này mọi người. Hai thích ăn mắm tôm là có mắm tôm nè. Mom stays for a week, the final week to end. Mình có kêu một phần bò, ba món là có bánh tráng, bún và nước. Dĩa rau nhìn rất là ngon luôn nha. Rau thì có củ kiều nè, đồ chua, cucumber, dưa leo, giá. Với lại chuối sống nữa nha nha mọi người. Chuối chát, gọi là chuối chát. Chuối chát hả? Cái này gọi là... Chuối chát. Đây là chuối chát nè. Có cái này rau gì ta? Rau diếp cá. Rau răm. Salad. Nói chung là dĩa rau rất là ngon luôn nha mọi người. Wow. Nhìn rất là hấp dẫn luôn. Cái này là bò ba màu nữa. Bò ba món. Nói một lát tí xíu nữa lộn qua là chè ba màu luôn. Oh, you order the salad roll. Bạn mình thì kêu hai cuốn salad roll rất là bự luôn. Bún ở đây thì họ bỏ rất là ít nha mọi người, không có nhiều đâu, mình thích nha. Tôm với lại chả chứ không phải là thịt heo nha. Cổ cuốn thì rất là bự, bún ít nha, mình thích nè. Để mình thử cái nước sốt, cái nước sốt mình.
Cái sốt ngon nha mọi người. Đây là bò ba món nè, bò cuốn lá lốt, bò cuốn mỡ chài, đúng không? Đúng anh. Rồi cái gì nữa? Ờ, rồi thêm món nữa. Rất là ngon luôn, chấm với lại mắm nêm nè. Để mình thử cái bò. Thử cái bò. Bò mỡ chài. Okay, you guys can take video and eat. Họ nêm rất là vừa ăn luôn nha mọi người. Và nướng á, cái bò nó không có bị khô. Nhìn là cái thịt nó còn nước ở trong nữa. Rất là mềm mà ngọt nữa, ngọt thịt nha. Thơm cái mùi xả với lại cái mùi ngũ vị hương. Họ có ớt nữa nhưng mà rất là ít nên nó không có cay lắm. Nó hơi nhẹ nhẹ thôi. Nói chung là nêm nếm rất là ngon luôn nha mọi người. Ăn với lại rau sống với lại bún nè, cuốn với lại chấm mắm nêm. Mắm nêm có nhiều cái mùi mắm lắm. Nó có thơm cái mùi xả ở trong đó nữa. Rất là ngon, rất là vừa ăn luôn. Còn bây giờ để mình thử cái bò cuốn lá lốt nha. Nói chung á, cái bò cuốn lá lốt á, cái vị ở trong họ ướp á, nó cũng giống như bò cuốn mỡ chài. Nhưng mà được ở ngoài nó thơm cái mùi lá lốt nha mọi người. Mà họ nướng á, cũng vừa phải, vừa tới, nó không có bị khét ở bên ngoài, nó không có bị cháy ở bên ngoài cái lá. Nhìn nó rất là ngon luôn. Họ ướp rất là đậm vị mà thơm nữa. Thơm cái mùi xả, thơm mùi lá lốt. Nói chung là cái món này là mình chấm điểm ngon nha mọi người. Còn đây là cái tô bún bò của mình. Đây là cái tô bún bò của mình order. Ở trong đây thì có cái có giò heo nè, thịt bò nè, có huyết heo, có chả nữa, có mọc nữa. Nói chung là tô bún bò cũng đầy đủ topping lắm nha mọi người, không có thiếu cái gì đâu. Để mình thử cái nước súp ở đây coi, tại bạn mình nói cái bún bò Huế ở đây là ngon nhất. Cái nước rất là ngon nha mọi người, thơm cái mùi xả, thơm cái mùi bò nữa. Nói chung là rất là vừa ăn so với mình. Nếu mà bạn nào thích ăn ăn mặn hơn chút á, đậm vị hơn chút á, thì có thể bỏ thêm mắm tôm nữa. Nhưng mà đối với mình á, thì nó sẽ rất là vừa ăn rồi, nên mình sẽ không có thêm mắm tôm vô nha. Họ có cho mắm tôm nữa. Rất là ngon luôn nha mọi người. You've been there, you've done that. Now it's like, be with your family. Thịt bò họ nấu á, mềm, nhưng mà còn ngọt, ngọt thịt, không có dai. Nhưng mình thích á, sắc dày hơn chút xíu nữa, cái này hơi mỏng nha. Thịt nó hơi mỏng. Nói chung là cái bún bò Huế ở đây á, cái hương vị nó không có thua gì bên Việt Nam đâu nha. Rất là ngon. Yeah, same size or bigger, yeah. They're quite generous. A lot of Singaporeans are like not going to Bangkok only. Mình thích cái food in Vietnam. Bò ba món ở đây á, cho rau rất là nhiều, rất là đầy đủ luôn. Cái nước súp họ nêm rất là vừa ăn, rất là ngon luôn, theo cái khẩu vị của mình. Mình thích ăn thêm bắp cải á, thì mình có thể nói xin thêm là mình xin thêm nguyên một dĩa bắp cải đó nè mọi người. Rất là ngon luôn. Try it. Try this one. It's not the same.
It's different. One's wrapped in spinach or salad. You can taste different. How? Bạn mình kêu cơm tấm có thịt gà với lại có sườn heo nữa thì bạn mình nói ngon, nên mình cũng không biết có ngon hay không thì mình chưa có ăn thử nha. Để mình thử cái gỏi cuốn, để mình thử cái gỏi cuốn nè. Giống như lúc nãy mình có nói cái gỏi cuốn ở đây, họ cuốn rất là ít bún nên là mọi người có thể nhìn thấy họ bỏ salad với lại tôm với lại chả. Veggies are good. Mm-hmm. Yeah. Johan, you want to try some of these unusual veggies? Bánh tráng mềm dẻo. Cái nước tương á hơi ngọt ngọt theo cố vị người Nam nhiều hơn. Mình thích có họ bỏ cái đậu phộng nữa. Cắn chúng cái đậu phộng nó giòn giòn, ăn ngon lắm. This one, right? That's spicy. This is Korean. Bạn mình order nguyên một ly cà phê đen luôn nè mọi người. Mình thì mình không uống cà phê đen được, nó đậm lắm, nó mạnh nữa. Tell me. Very good, very rich. It's pretty funny when you're eating in the Vietnamese, you're gonna drink it like that. Very rich. Sau khi ăn bún bò Huế nè, gỏi cuốn với lại bò ba món, mình đánh giá món ăn ở đây á là ngon nha. Nhất là bún bò Huế rất là ngon. Cái bò ba món á, thì họ nêm nếm cũng rất là vừa ăn luôn, đậm vị. Ngon nhất mình thích nữa là cái dĩa rau ở đây. Họ có củ kiều, chuối chát, dưa leo, đồ chua, giá, rau răm, rồi rau dấp cá, rau thơm, xà lách. Nói chung là không có phải là đủ thứ rau sống giống bên Việt Nam, nhưng mà basic ấy, như vậy là rất là đầy đủ rồi so với bên nước ngoài. Và ngon nữa là cái nêm nếm của họ rất là nướng, họ nêm rất là vừa ăn mà nêm nó đậm vị vừa miệng, mà nó còn giữ được cái độ ngọt của thịt nữa, nó không có quá khô, nó không có bị khét ở bên ngoài. Nhưng mà cái phần nước chấm mình không có đánh giá quá cao, vì cái nước chấm ở đây nó hơi chua và nó hơi mặn so với mình chút xíu, và nó không có, mình không có cảm nhận được cái mùi mắm nhiều lắm. Mình thích cái mùi mắm nhiều hơn chút xíu nữa, mà bớt mặn xuống chút, ngọt thêm chút nữa. Nói chung á, món ăn ở đây á, tổng quan thì mình thích, ngon. Và đây cũng là chỉ là cái ý kiến cá nhân của mình thôi, cái khẩu vị riêng của mình thôi. Món ăn á là mỗi người mỗi khẩu vị khác nhau, nên không thể nào mà bắt ai cũng giống khẩu vị của ai hết. Có thể là nó ngon, nó vừa miệng với mình, nhưng mà với mọi người nó sẽ lạc hay mặn hay là không ngon đối với mọi người. Mình xin dừng video ở đây nha. Xin chào mọi người.